Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 11. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình thời sự trên các nền tảng số như Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Khu dân cư Ba Đông, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội văn hóa quân dân năm 2021. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hảo. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chương trình xin giới thiệu về khu dân cư kiểu mẫu Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Hưng Yên ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19. Cần ngăn chặn tình trạng trộm cắp thiết bị trên xe ô tô tại thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, sáng nay, khu dân cư Ba Đông, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, ngày hội văn hóa quân dân năm 2021. Dự và chung vui với khu dân cư có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khu dân cư Ba Đông có gần 500 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ đảng viên và nhân dân khu dân cư luôn đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo của khu dân cư giảm còn 1,26%, hơn 99% số hộ gia đình đạt văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, người dân đã giữ gìn và bảo tồn giống vải trứng được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu vải trứng Hưng Yên năm 2019 đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng biểu dương những kết quả của khu dân cư Ba Đông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận khu dân cư tiếp tục bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của địa phương, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong thời gian tới, tôi mong muốn các cấp lãnh đạo, huyện Phù Cử và cấp ủy, chính quyền, ủy ban, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, xã Phan Xào Nam, khu Ba Đông chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình lão thành cách mạng, người có công với đất nước, thực hiện xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong từng gia đình được kịp thời hòa giải, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng người dân, mỗi hộ gia đình phải được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của cộng đồng, thực hiện an toàn trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là chúng ta phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao 10 triệu đồng tặng khu dân cư Ba Đông, trao hỗ trợ cho hai gia đình hộ nghèo xây dựng nhà ở, mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng và tặng quà cho 25 gia đình chính sách trên địa bàn khu dân cư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao một TV, một bộ âm ly tặng khu dân cư Ba Đông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư Ba Đông đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại huyện Văn Giang kết nối với 4 điểm cầu tại các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hảo. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri phát biểu kiến nghị tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề như đề nghị các cấp các ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án dịch vụ tại xã Phụng Công,
đẩy nhanh tiến độ dự án cầu vành đai 3,5 đi từ Hà Nội qua thị trấn Văn Giang và tuyến đường vành đai 4 kết nối các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Ninh được Quốc hội phê chuẩn. Đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến để Chính phủ, Bộ Nội vụ giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo định mức, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai và xây dựng, cấp phép đối với dự án nhà ở chung cư cao tầng tại đô thị, kiên quyết thu hồi đất đối với doanh nghiệp được giao đất nhưng không triển khai thực hiện dự án. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu giải trình và thông tin một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh về dự án cầu vành đai 3,5 đi từ Hà Nội qua địa bàn thị trấn Văn Giang và tuyến đường vành đai 4 kết nối các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng nhà chung cư, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của cử tri các địa phương, đồng thời khẳng định các ý kiến kiến nghị của cử tri hoàn toàn xác đáng, được Quốc hội và Chính phủ quan tâm. Các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp gửi tới các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhân dân khu dân cư Tầm Tang, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang luôn đoàn kết đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Năm 2019, Tầm Tang được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng về thăm khu dân cư Tầm Tang qua phóng sự sau. Tầm Tang là thôn có diện tích nằm hoàn toàn ngoài bãi sông Hồng của xã Thắng Lợi, có 200 hộ dân với gần 700 nhân khẩu. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, sau đó tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Từ năm 2015 đến nay, đảng viên và nhân dân trong thôn đã huy động từ các nguồn vốn trên 13 tỷ đồng, hiến hơn 1.500m2 đất và 1.600 ngày công lao động để hoàn thiện hệ thống giao thông, các công trình văn hóa phục vụ đời sống của người dân. Sự thay ra đổi thịt khang trang hiện đại của vùng quê đất bãi này đã khiến cho người dân vui mừng, phấn khởi. Xa xưa quê hương đây thì là nó là vùng xa của xã. Thế thì đường đi lại thì là đường đất nó khó khăn, đồng bãi thì đường đi là chật hẹp khó đi. Thế sau khi xây dựng được một cái đường khang trang sạch đẹp từ trong làng ra bãi, chúng tôi cũng đều thấy rằng là rất phấn khởi, nhìn thấy quê hương mình như thế này là quá đẹp. Cùng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tận dụng lợi thế đất đai phù sa màu mỡ, người dân nơi đây còn tích cực chuyển đổi 50 hectare đất canh tác trồng các loại cây quất, cam, bưởi cảnh cho thu nhập cao, đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Hiện thu nhập bình quân đầu người của khu dân cư đạt 82 triệu đồng một người trên năm. Người dân chúng tôi là tất cả là học hỏi nhau và cùng nhau làm, cùng phát triển kinh tế. Cây quất đất bây giờ chúng tôi chuyển sang chậu hết. Người biết có sâu bệnh thì thông báo cho người là chưa biết có sâu bệnh là đi ra đánh thuốc, là đánh hầu như là đông loạt. Thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Ban công tác Mặt trận thôn đã huy động sự đoàn kết, đồng thuận của người dân trong mọi phần việc. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhờ đó phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Tình làng nghĩa xóm được vun đắp, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, đời sống người dân không ngừng nâng cao. Cái điều mà anh em chúng tôi quan tâm nhất và tâm đắc nhất đó là cái hiệu quả của cái công tác tuyên truyền và cái hiệu quả của cái sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, và đặc biệt đó là phát huy và khơi dậy được cái tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cuộc sống hàng ngày, cũng như là xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Thấm nhuần lời Bác dạy, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tầm Tang đã và đang từng ngày biến tư tưởng thành hành động thông qua những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Và thành quả hôm nay là diện mạo nông thôn khởi sắc, người dân hăng say lao động sản xuất. Đây cũng là lý do, lý giải vì sao nơi đây trở thành khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Hưng Yên với khối đại đoàn kết dân tộc gắn kết, bền chặt. Sáng
Sáng ngày 17 tháng 11, đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh do Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Khói Châu. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11, trên địa bàn huyện có 30 ca mắc COVID-19 tại 9 xã. Đến nay cơ bản dịch đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Huyện đã tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống dịch, sẵn sàng xây dựng các phương án ứng phó kịp thời với các diễn biến mới phát sinh theo phương châm, chống dịch như chống giặc. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Công đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền và các phương án phòng chống dịch của huyện Khói Châu, đồng thời đề nghị huyện chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thường xuyên hơn công tác quét mã QR cho công nhân, lao động và người ra vào công ty, tăng cường kiểm tra giám sát, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, xây dựng hệ thống và phương án cách ly phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp dương tính với COVID-19 xảy ra tại khu dân cư và các cụm công nghiệp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh trong đợt dịch thứ tư lên 545 ca. Trong đó, huyện Văn Lâm ghi nhận chùm 3 ca bệnh trong một gia đình ở thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng liên quan đến người vợ F0 là công nhân công ty Maikido ở khu công nghiệp Phố Nối A ghi nhận ngày 17 tháng 11. Huyện Văn Lâm phong tỏa 2 xóm ở thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng với 51 hộ, 230 nhân khẩu. Tại xã Chỉ Đạo và Lạc Hồng cũng ghi nhận 2 ca bệnh là các F1 đã được cách ly tập trung từ trước. Huyện Ân Thi ghi nhận 2 ca ở xã Phù Ủng và xã Hồ Tùng Mậu là các F1 đã được cách ly từ trước. Huyện Khói Châu ghi nhận 1 ca ở thị trấn Khói Châu qua sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện và 1 ca ở xã Dân Tiến có tiếp xúc với mẹ đẻ là F0 ở khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Huyện Kim Động ghi nhận 1 ca là lái xe đường dài từ miền Nam về cùng F0 ghi nhận ngày 16 tháng 11. Từ 17 giờ chiều ngày 18 tháng 11, thành phố Hưng Yên dỡ bỏ các vùng cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo. Huyện Kim Động cũng dỡ bỏ phong tỏa thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh sau 14 ngày không phát sinh ca bệnh mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 128.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đặt mục tiêu từ tháng 11 năm 2021 đến quý 1 năm 2022, phấn đấu đạt tối thiểu 95% trẻ em ở Hưng Yên được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Loại vaccine sử dụng do Bộ Y tế quy định và phân bổ, đảm bảo 2 liều cho mỗi đối tượng và tiêm cùng một loại vaccine. Việc tiêm chủng được tổ chức lưu động tại các trường học và điểm tiêm cố định tại trạm y tế tuyến xã và một số cơ sở y tế trong tỉnh. Việc tiêm chủng cho trẻ em phải được cha mẹ hoặc người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm. Về những lo ngại ảnh hưởng của vaccine đến sự phát triển của trẻ em, Bộ Y tế trước đó đã khẳng định vaccine có sử dụng có thành phần mRNA hoàn toàn không có tương tác với ADN của người, cho nên không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gen, không ảnh hưởng về lâu dài như bệnh ung thư hay những rối loạn vô sinh. Hiện cả nước có 17 tỉnh, thành phố đang triển khai tiêm vaccine cho trẻ em. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với trẻ em và cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, khó khăn do đại dịch COVID-19 làm cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước phải thu hẹp quy mô, thậm chí là dừng sản xuất. Tuy nhiên, hoạt động thu hút dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn có nhiều tích cực. Số vốn đầu tư đều tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, là minh chứng chứng minh về chất lượng các dự án vào đầu tư ngày càng tốt hơn. Ngoài nhà máy tại Hà Nội, doanh nghiệp này vừa đưa vào hoạt động một nhà máy tại khu công nghiệp Minh Quang trên địa bàn thị xã Mỹ Hào với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Sản phẩm sản xuất là phụ gia về nhựa để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Hiện doanh nghiệp đang chuẩn bị để tiếp tục mở rộng về quy mô sản xuất. Vâng, chiến lược sắp tới của công ty là sẽ tăng công suất lên khoảng trên 10.000 tấn một tháng và tăng lực lượng người lao động lên từ 60 người lên 120 người. Khu công nghiệp Minh Đức có diện tích gần 200 hectare. Hiện doanh nghiệp đang làm hạ tầng và giải phóng mặt bằng 15 hectare còn lại, nhưng đã có nhiều doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đến đặt vấn đề thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất với quy mô rất lớn từ 30 đến 40 hectare một dự án.
Đối với các cái nhà đầu tư và đã vào khu công nghiệp ấy, thì người ta quan tâm nhất đó là cái công tác về mặt bằng sạch và cái độ đồng bộ về hạ tầng. Bởi vì cái việc đấy là quyết định đến 90% là công tác về đầu tư sau này. Bởi vì thời gian thực hiện dự án ra rất là ngắn, xong xây dựng chỉ có thời gian ngắn để người ta đưa vào hoạt động sản xuất. Rất nhiều các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản đi vào đấy mong muốn được đầu tư với những cái số vốn rất lớn, hàng mấy chục triệu đô la. Tỉnh Hưng Yên thực hiện chủ trương không thu hút dự án đầu tư vào các vị trí rời lẻ mà ưu tiên thu hút vào trong các khu và cụm công nghiệp. Điều này vừa để làm tốt công tác quy hoạch, vừa góp phần khai thác sử dụng quỹ đất hiệu quả. Mặt khác, khi đầu tư vào trong các khu cụm công nghiệp, doanh nghiệp sẽ lường trước được khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, có thể gặp phải làm chậm tiến độ triển khai dự án. Bởi với doanh nghiệp, việc có ngay mặt bằng sạch xây dựng nhà máy là điều vô cùng quan trọng để chấp lấy thời cơ kinh doanh. Qua 10 tháng đầu năm 2021, Hưng Yên tiếp nhận thêm trên 60 dự án trong nước và nước ngoài vào đầu tư với số vốn đăng ký trên 41.000 tỷ đồng và gần 155 triệu đô la Mỹ. Dù số dự án đầu tư có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng số vốn tăng gấp hơn 2 lần. Điều đó cho thấy chất lượng và quy mô của các dự án vào đầu tư ngày càng tốt hơn. Nhằm góp phần đưa hoạt động khai thác cát trên sông đi vào nề nếp, ngăn chặn khai thác cát trái phép, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành các quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát lòng sông Hồng. Theo đó, cho phép 3 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật liệu Hồng Giang, địa chỉ ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, Công ty Cổ phần HDQ City ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phúc An ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, được khai thác cát tại 3 mỏ cát thuộc các xã Tân Hưng, Quảng Châu, Hoàng Hanh ở thành phố Hưng Yên với tổng diện tích trên 35 ha. Công suất khai thác 3 mỏ gần 200.000 m khối một năm, thời gian khai thác trong 2 năm kể từ ngày được bàn giao mốc giới. Việc cấp phép khai thác cát nhằm góp phần đưa hoạt động khai thác tài nguyên cát trên sông đi vào nền nếp, ngăn chặn khai thác cát trái phép được thực hiện có hiệu quả hơn. Cùng với 3 mỏ cát mới được cấp phép nói trên, toàn tỉnh hiện có tổng 5 mỏ cát được cấp phép khai thác cát. Trong đó, một mỏ ở xã Mai Động, huyện Kim Động và một mỏ tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu. Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông, chiều ngày 17 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm, tặng quà một số gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình ông Trịnh Xuân Sang, đội 6, thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam, bà Trần Thị Biển, thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, đều có con trai tử vong do tai nạn giao thông. Tại hai gia đình đến thăm, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tránh xảy ra những tai nạn thương tâm. Lợi dụng sơ hở của người dân, những ngày gần đây trên địa bàn thành phố Hưng Yên thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm thiết bị xe ô tô, gây hoang mang trong dư luận. Ngày 3 và ngày 16 tháng 11 vừa qua, gia đình anh Đào Duy Lợi ở số nhà 55 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo đã hai lần bị kẻ gian trộm cắp thiết bị xe ô tô. Theo camera của gia đình ghi lại, các đối tượng đeo khẩu trang, đi xe máy không biển số rồi thực hiện hành vi trộm cắp trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng. Với hành động tinh vi, chỉ sau ít phút các thiết bị đã được tháo ra khỏi xe. Buổi sáng thì dậy thì là thấy mất logo với lại mất các cái thiết bị ở trên xe. Phải đi mua lại hoặc là đi lắp đặt lại nó mất thời gian và cũng gây đến sự hoang mang lo lắng. Cũng với hình thức trên, rạng sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua, gia đình anh Phạm Văn Toản ở số nhà 628 và gia đình anh Bùi Minh Tuấn ở số nhà 720 cùng trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam cũng bị kẻ gian ăn trộm thiết bị, khiến các gia đình rất bất an. Công ty nó đưa vào tầm 6-8 triệu, xin trách và đủ thì sẽ bị lấy cái này và nó gắn cái camera ở phía ở đây. Gia đình tôi đã hạn được mất mất 2 lần rồi, mỗi một lần mà đi thay đặt hãng phải đến 9-10 triệu vào một bộ. Biết nhà mình có camera rồi nhưng vẫn vào lấy. Một đêm ấy có đến khoảng 7-8 xe ở trên cái trục đường này đều bị mất và đã đều cùng nhau trình báo và mong chờ cái kết quả của cơ quan điều tra. Thực tế cho thấy dù có hệ thống khóa chắc chắn lại được để ở khu vực có camera an ninh theo dõi, nhưng do ô tô để trên vỉa hè
Lợi dụng sơ hở này, các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ tính riêng trong tháng 11, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã xảy ra 6 vụ mất trộm tài sản trên xe ô tô. Trong đó có nhiều gia đình bị mất tới 2 lần. Ngoài các gia đình kể trên, còn có gia đình chị Lê Thị Dung, đường Lê Văn Hưu, anh Dương Văn Thao, đường Lê Thanh Nghị, phường Hiến Nam, Nguyễn Văn Hùng, Lê Hồng Phong, phường Minh Khai. Hiện các gia đình đã gửi đơn trình báo và đang chờ kết quả từ cơ quan công an. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính gia đình mình. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung không phải là nơi tạo bước ngoặt quan hệ, mà là dịp để hai nhà lãnh đạo vạch lằn ranh trong nhiều vấn đề nóng. Trong 3 tiếng rưỡi, đối thoại trực tiếp được Nhà Trắng mô tả là tôn trọng, thẳng thắn và cởi mở. Trong cuộc đối thoại vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể cho những điểm nóng trong quan hệ song phương. Không có quyết định đảo ngược chính sách nào được công bố sau cuộc họp. Theo chia sẻ, sau cuộc họp của một quan chức cấp cao Nhà Trắng, khác biệt trong thế giới quan giữa hai lãnh đạo chẳng còn là điều gì bí mật. Quân đội Estonia đã triệu tập 1.700 binh sĩ dự bị để tham gia một cuộc tập trận đột xuất dọc biên giới với Liên bang Nga. Chính phủ Estonia cho biết cuộc tập trận đột xuất kéo dài đến ngày 25 tháng 11 được tiến hành để kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của lực lượng an ninh. Trong đó, nhóm quân dự bị sẽ diễn tập lắp đặt tổng cộng 40 km hàng rào kẽm gai ở nhiều điểm dọc biên giới với Nga, những nơi được đánh giá là có nguy cơ vượt biên trái phép cao nhất. Estonia có lịch sử địa chính trị tương tự Litva và Latvia, nhưng quốc gia này không có biên giới với Belarus, điểm nóng di cư ở Tây Âu. Trong khi Liên minh châu Âu EU cáo buộc Belarus đưa hàng nghìn người di cư từ Trung Đông và Châu Phi đến nước này để đẩy họ sang các nước thành viên của EU và NATO là Ba Lan, Litva, Latvia để trả đũa các lệnh trừng phạt nhằm vào Minsk, Belarus phủ nhận cáo buộc này. Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc ngăn tàu tiếp tế cho lực lượng đồn trú trái phép ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sự việc xảy ra khi 3 tàu hải cảnh Trung Quốc chặn đường và xịt vòi rồng vào 2 tàu tiếp vận Philippines đang di chuyển tới bãi Cỏ Mây hôm 16 tháng 11. Không ai bị thương trong sự việc, nhưng các tàu Philippines phải hủy nhiệm vụ và quay về bờ. Ngoại trưởng Philippines nói hành động của hải cảnh Trung Quốc là phi pháp, sự thiếu kiểm chế có thể đe dọa quan hệ đặc biệt giữa hai nước và lên án hành động của Bắc Kinh, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Philippines chiếm đóng trái phép, Bắc Kinh và Manila đều đưa ra tuyên bố chủ quyền về khu vực này. Ba con báo tuyết tại một vườn thú ở Lincoln thuộc bang Nebraska của Mỹ đã bị chết do những biến chủng liên quan đến COVID-19. Vườn thú không đề cập đến tình trạng tiêm chủng của ba cá thể báo trên. Trước đó, nhiều cá thể báo tuyết và hổ Sumatra ở vườn thú Lincoln nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào giữa tháng 10 sau khi xuất hiện một số triệu chứng bất thường. Những cá thể nhiễm bệnh được điều trị để ngăn ngừa nhiễm trùng thứ cấp, trong đó những con hổ dường như đã hồi phục hoàn toàn. Vài tháng trước, các loài động vật ở vườn thú Lincoln bắt đầu được tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 do một công ty dược ở New Jersey sản xuất. Tình trạng động vật mắc COVID-19 xảy ra khá phổ biến ở các vườn thú trên khắp nước Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, con người có thể truyền virus SARS-CoV-2 cho động vật, nhưng nguy cơ động vật truyền trở lại virus sang người là rất thấp. Các hãng nước hoa của Nga đã ra mắt sản phẩm mùi hương tiêm kích tại triển lãm hàng không ở UAE nhằm tôn vinh tiêm kích thế hệ 5 trước mắt. Tập đoàn Rotech cho biết mẫu nước hoa mới được sản xuất cho buổi ra mắt quốc tế của mẫu tiêm kích Checkmate, có nghĩa tiếng Việt là chiếu tướng. Hương thơm của sản phẩm là tổng hợp mùi thủy tinh, da thật cùng kim loại dùng để chế tạo thân máy bay, động cơ và buồng lái. Tập đoàn Quốc phòng và Công nghệ cao Nga cho biết các chuyên gia pha chế nước hoa nghiên cứu mẫu vật từ tiêm kích thật để tạo ra mùi hương, sau đó kết hợp với mùi nhẹ nhàng của bách xù, hắc hương và sồi. Chai nước hoa bằng thủy tinh trong suốt với nắp hình quân mã màu đen, có dung tích 50 ml.
Hai du khách Mỹ nộp phạt 900 đô la Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt vì độ nhập trái phép vào đấu trường La Mã để uống bia và ngắm cảnh. Hai nam du khách Mỹ trèo qua lan can để đột nhập vào đấu trường La Mã ở thủ đô Rome của Italy đêm ngày 15 tháng 11 và đi bộ trên những bậc thang cổ để lên tầng 2 của tòa nhà trước khi quyết định ngồi uống bia ở mái vòm nhìn ra toàn cảnh thành phố. Đây không phải là những du khách đầu tiên có hành vi xấu ở đấu trường La Mã có thể dẫn tới bị phạt tiền hoặc ngồi tù. Năm 2014, một du khách Nga từng bị phạt 22.600 đô la Mỹ vì khắc chữ K lên bức tường ở đấu trường La Mã. Năm 2019, thị trưởng Rome, khi đó là Vikina Giri, đã viết thư cho các đại sứ nước ngoài ở Italy kêu gọi họ khuyến khích công dân cư xử lịch sự sau vụ việc một sinh viên Đức khắc tên lên bức tường 2.000 năm tuổi ở đấu trường. Quý vị và các bạn thân mến, phần tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.